Các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh Hoàng Vinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe truyện Ma Thổi Đèn, phần 104, quyển 7, chương 26, Quyệt Lăng. Cặp tê tê Quyệt Lăng, một to một nhỏ, dường như từ nãy đến giờ vẫn ngủ say trong chiếc sọt tre. Mãi tận khi bò lăn ra đất mới thực sự tỉnh giấc dặn mình duỗi chân móng cao rùng rột nghe đã biết ngay sức mạnh kinh người rồi trong đám trộm có nhiều kẻ không hiểu chuyện sợ nó tấn công con người cho nên không ai bảo ai đều lùi cả về phía sau lúc này hoa linh và lão tây cùng bước lên phía trước túm chặt lấy dòng đồng ở trên mình cặp tê tê ấn chúng nằm dạt xuống hai con tê tê ra sức dãy dụa bốn cặp chân cao loạn xạ trên đất khổ nổi đã bị dòng đồng khóa chặt quyệt dị cho nên dù có sức mạnh xuyên đá phá núi cũng không tài nào thoát được loài tê tê quyệt lăng vốn là dị vật ở trên đời diện mạo tuy giống tê tê nhưng mà kỳ thực khác nhau một trời một vực hơn 2.000 năm trước dân trộm mộ đã bắt đầu thuần phục tê tê bằng cách cho chúng ăn những thức ăn và dược liệu tinh túy để chi trước của chúng phát triển dược bậc trải qua quá trình thuần dưỡng lâu dài có thể trở thành vũ khí đào bới lợi hại dùng để trộm mộ gọi là TT tê tê quyệt lăng một cổ thời xưa đa số bên trên đắp đất thành gò bên dưới không có địa cung minh điện mà phần lớn chỉ là quan quách dùng gỗ xếp tầng tầng lớp lớp thành thế hoàn tràng đề tấu rất ít lăng mộ được xây hoàn toàn bằng gạch càng hiếm hơn những sơn lăng đồ sộ tán ở trong núi những mộ phần bằng đất thì thông thường đều không ngăn cản được móng vuốt của tt quyệt lăng cổ thuật tt quyệt lăng đã thất truyền từ thời đường đến nay chỉ có ban sơn đạo nhân còn biết cách sử dụng cho nên vẫn được xem như pháp môn bí truyền của phái ban sơn gago sai qua linh mang ra mấy ống tre trong đựng đầy kiến đầu đỏ nặng dễ đến dài cân trước tiên là phải để cho hai con tê tê quyệt lăng này ăn lửng bụng rồi mới lôi chúng vào trong khe núi lấy thuốc mồi rắc lên cái chỗ máu báo vừa nhỏ xuống khi nãy đẩy chúng tới đó bới đất đào đá loài tê tê quyệt lăng này cứ thấy núi là dúi đầu vào thích nhất là cái lớp thổ tầng nham thạch âm khí nặng nề gần quyệt mộ chỉ thấy con nhỏ hơn hút tới trước thân hình cong lên dãy giáp dựng đứng móng cào thoăn thoắt khiến cho người đứng bên trên xem cũng qua cả mắt. Khoét đất cứng mà như là chọc đậu phụ xuyên vào lòng đất dễ như trở bàn tay. Con tê tê quyệt lăng lớn hơn lại bị lão tay giữ chặt, buộc xích sắt vào dòng đồng để nó không lao theo con tê tê nhỏ. Hai con vật này như cán cân phải đi liền vô quả cân. Túm chặt lấy một con thì không lo con kia đi chệch phương hướng hay là đào ngủ giữa chừng. Đoạn dây xích chỉ hơi nới lỏng đủ để con tê tê to cuốn lên xoay tròn tại chỗ, khoét rộng thêm lỗ con tê tê nhỏ vừa đào. Đám trộm xã lĩnh tuy đều là những tay đổ đấu lão luyện nhưng mà chưa ai được một sở thị phương pháp này cho nên cứ trố mắt mà nhìn. Thì ra cặp tê tê quyệt lăn kích cỡ khác nhau chính là sự kết hợp dây công tuyệt vời. Một con chuyên đào huyệt theo chiều ngang, tốc độ đào đất xuyên núi nhanh đến nỗi không thể tưởng tượng nếu không tận mắt chứng kiến chắc chắn có thể tin trên đời này lại có dị thuật này đường hầm tê tê quyệt lăng đào rộng đủ cho một người ngồi xổm chui vào góc độ song song với mặt đất từ chân núi siêu vẹo đâm thẳng vào trong lòng núi khoảng cách từ đây tới địa cung sau tòa ủng thành cũng khá xa cặp tê tê dù thần kỳ dũng mãnh vẫn phải tốn nhiều công sức nếu muốn xuyên thẳng vào địa cung Gà gô lúc rảnh rỗi liền ngồi xếp bằng trên đất, nhắm mắt dưỡng thần. Một khi cặp tê tê đào tới địa cung, bọn họ không biết sẽ gặp phải những nguy hiểm gì bên trong ngôi mộ cổ hình thế kỳ tuyệt này. Bên tai là những tiếng ầm ầm gian trong lòng núi, đoán chừng đám trộm xã lĩnh do lão trần cầm đầu đang đặt mìn phá đá. Nhưng gà gô nắm chắc mười mươi, thế núi bình sơn kiên cố vẫn chảy thế này, từ sườn núi để mà phá chui vào chắc chắn không thể xong trước trong hai ngày. Cặp tê tê quyệt lăng này nếu không gặp trở ngại gì, ước chừng chỉ cần qua đêm nay là có thể vào được địa cung. Không biết đơn hoàng châu tán ở trong mộ cổ hình dáng ra sao, nhưng mà đến nước này có dội mấy cũng đành kiên nhẫn chờ đợi. Nhẫn nhà giăng lưới bắt cá mà thôi, theo đà suy nghĩ tinh thần của anh ta cũng dần phiêu du như là cao tăng nhập định. Đám trộm xã lĩnh đương nhiên không dám quấy rẻ anh ta, liền ngồi cả dưới chân núi nghỉ ngơi. Hồng cụ nương mấy hôm nay ở bên mắt thấy gà gô thần cơ ứng biến, cử chỉ phóng khoáng, lời lẽ hào sản. Tuyệt nhiên không giống đám người thường thắng sơn trên là hai kẻ đầu não trần la. Dưới toàn là đám trộm vô lễ thô tục, lúc nào cũng chỉ ôm giả tâm xưng dương xưng bá. Mới thầm nhũ gã cho người này mới không phí một đời. Năm xưa phát nguyện cả đời không xuất giá Giờ không khỏi lấy làm hối hận Thật là đêm về ngắm trăng sáng trên lầu Chỉ mình thường Nga không xuất giá Nghĩ đến đây cô ta khẽ thở dài Trong lòng đã quyết Từ nay về sau dù chân trời hay gốc bể Tốt xấu gì cũng theo anh ta Chẳng màng tới lời thề độc năm xưa nữa Có điều không biết tay ban sơn đạo nhân này đã lấy vợ hay chưa Nghĩ đoạn Hồng cô nương bèn hạ giọng hỏi nhỏ sư muội của gà gô là Hoa Linh. Có điều chuyện này tế nhị, không thể hỏi thẳng, chỉ đành dòng dèo. Tiểu mùi này, chị thấy em đẹp như hoa như ngọc thế này, năm nay đã 17-18 rồi. Sau này ai lấy được em thật là có phúc đó, thế sư huynh đã định hôn sự cho em chưa? Hoa Linh chưa nghe nói đến tục lệ này cho nên ngạc nhiên hỏi. Ủa chị, sao hôn sự của em lại do sư huynh quyết định được? bố mẹ em vẫn còn. Hồng cụ nương nói, theo lý mà nói, lệnh tôn lệnh đường sức khỏe không tốt, đại sự nên để sư huynh em lo liệu mới phải chứ. Trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng, có câu củ cải nhổ lên thì đầu bờ mới rộng, em lấy chồng thì anh em mới yên tâm được. Nhìn sư huynh em suốt ngày mặt cao mày có, hình như tâm sự trùng trùng thì phải. Cũng không biết là anh ấy đã nghĩ đến chuyện của em chưa nữa. Anh ấy anh ấy đã có vợ chưa? Chắc cũng chưa đâu hả? Hoa Linh mới có 17 lại ít giao tiếp với người ngoài, sao hiểu được ý tứ của Hồng Cô Nương. Chỉ thấy mấy cái chuyện cô ta hỏi có phần kỳ quặc. Nhưng trong đám người xã lĩnh có rất nhiều kẻ từng trải tình trường, thính tai nhanh mắt đã đoán được quá nửa suy nghĩ của Hồng Cô Nương. Thấy cô ả à cứ xoắn lấy tiểu cô nương kia hỏi dò ban sơn đạo nhân có vợ hay chưa thì không khỏi cười thầm không ngờ mỹ nhân băng giá như ả cũng biết rung động. Càng nghĩ là càng thấy buồn cười. Một trong số họ không nhìn được liền cười lên thành tiếng. Hồng cô nương nghe thấy thì biết ngay chuyện đã hỏng bét. Khi nãy nóng dội, không nghĩ âm thanh trong khe núi, vốn gian vọng giờ thì những lời gan ruột đều bị nghe thấy hết cả rồi. Cô ta bực bội, dung tay lên, tác cho người kia gãy hai cái răng cửa. Những người còn lại đều biết đến sự lợi hại của người đàn bà này. Ngoài đầu xỏ xả lĩnh ra Đến là lão hoài Cô ta còn dám đánh nữa là Lũ lâu la thường thắng sơn Ai có gan chọc cho cô ta Cả đám vội nghiêm mặt lại Làm vẻ thản nhiên như không có chuyện gì Bầu không khí bỗng trở nên gượng gạo Hồng cô nương mặt nóng phừng phừng Chỉ muốn tìm ngay một cái lỗ nẻ Để mà chui xuống Đúng lúc ấy lão Tây Từ trong đường hầm chui ra Dắt theo hai con tê tê quyệt lăng Thông báo với gà gô đã đào tới sơn lăng phong sinh thủy khởi phong sinh thủy khởi là tiếng lóng thường dùng khi đào mộ phong có nghĩa là trong mộ không có âm khí tích tụ không khí lưu thông tòa ủng thành phía trước bị phong tỏa cô lập để làm thành một cái bẫy mộ cho nên bên trong không thấy dấu vết của trùng độc đường hầm hai con tê tê quyệt lăng vừa đào xuyên thẳng vào cái địa đạo bịch kính ngay sau ủng thành thủy là ám chỉ của cải hoặc minh khí có thủy chứng tỏ minh điện địa cung thực sự Gago nghe thế liền đứng bật dậy lập tức lệnh cho mọi người chuẩn bị tiến vào đường hầm bản thân của anh ta đeo riêng một chiếc đèn bảo kiểm tra hai khẩu mô đen hàn quốc lắp đầy đạn lấy một mảnh lụa đen che kín mít chỉ để lộ ra hai con mắt những người còn lại đều nhanh chóng chuẩn bị tháo rời thang rết chia nhau mang theo hàng ngũ chỉnh tề đợi lệnh ngay trước đường hầm gago thấy mọi người đã tập hợp đầy đủ liền bế gà nộ tinh ra khỏi sọt tre con gà trống lòng cánh sặc sỡ móng vuốt vàng kim dường như cũng có thể cảm thấy có tử địch ẩn nấp trong mộ cổ bình sơn biết hôm nay thế nào cũng có trận quyết chiến sống còn tức thì ngẩng cổ ngó quanh dang rộng hai cánh cất cao tiếng gáy thần thái vô cùng phấn chấn gago khẽ gật đầu không cần biết con gà trống có hiểu tiếng người hay không, vẫn dặn dò nó một lượt trước mặt mọi người, bảo rằng nó là nộ tinh được cứu khỏi lưỡi đao trong nhà của dân bàn Kim Phong. Giờ có bao nhiêu tài nghệ, hãy trổ hết ra đi, khỏi uổng quy danh gà nộ tinh, cũng không uổng công cứu mạng của ban sơn đạo nhân. Mười mấy tên trộm xã lĩnh thấy vậy, cũng biết gà nộ tinh có thể quét sạch rắn rết trùng độc trong mộ, bọn họ đã tận mắt chứng kiến con sâu rết sáu cánh dưới khe sâu xuyên qua màn sương dày bay lên tuyệt không phải là thứ súng đạn thông thường có thể chống chọi lòng thầm nhủ chỉ cần con gà trống này đuổi hết cái lũ trù rết đi giúp cho ban sơn xã lĩnh lấy được báo vật trong mộ cổ thì từ nay về sau gọi nó một tiếng ông gà cũng không hề gì sinh mạng của cả bọn giờ đều trông vào nó cả gà gô lập tức cử ra bốn người Hai người lên núi báo tin cho lão Trần. Từ chỗ này chốc chốc lại nghe thấy tiếng nổ mìn phá đá vang lên. Có lẽ lính công binh trên núi vẫn chưa phá ra được một manh mối nào. Đường hầm dưới chân núi dù sao cũng đã đào xong, phải bảo lão Trần đưa người xuống hợp sức, hai người còn lại đứng ngoài đường hầm để phụ trách liên lạc. Bố trí xong xuôi đầu đấy, anh ta liền dẫn những người còn lại chui vào đường hầm đám trộm mộ mang theo trên người rất nhiều đinh sắt cứ đi được một đoạn lại đóng trên vách hầm hai cái đinh sắt bắt chéo nhau treo lên một chiếc đèn lồng đơn giản thắp sáng làm dấu vào trong mới thấy địa đạo xuyên núi mà cặp tê tê quyệt lăng đào được thật rộng rãi bằng phẳng người ở bên trong chỉ cần hơi khom lưng là có thể di chuyển được bên trong địa đạo ngoài đất cứng còn có rất nhiều nham thạch kiên cố vậy mà hai con tê tê vẫn có thể xuyên qua. Đám người xã lĩnh thấy vậy không khỏi chặt lưỡi khen ngợi cổ thuộc trộm mộ bằng tê tê quyệt lăng, quả nhiên là ghê gớm. Chiều dài đường hầm ngắn hơn so với dự tính của gà gô, nhưng mà cũng đến mấy trăm bước chân. Đám trộm thận trọng lần mò từng bước, rất lâu mới đi hết đường hầm. Chỉ vừa chui ra liền gặp ngay một đoạn đường dốc, đá lát trên mặt đường đã bị nại tung, soi đuốc xung quanh thì thấy dưới chân dốc bị một khối đá to tướng chặn ngang, bịt kính lối đi. Men theo con dốc đi lên, trên cao là dòm đá xanh khổng lồ. Giữa các khe đá của bức tường đá, thi thoảng thì gặp một hai con rết đang cuốn cuồng đào tẩu. Vật tính vốn tương sinh tương khắc, loài rết gặp gà nộ tinh khác nào lửa gặp nước, một khi đụng phải chỉ còn có cách bỏ chạy tháo thần các loài trùng độc trong núi thường nhả độc trong đêm hoặc ở những nơi tối tăm vừa nghe gà nộ tinh gấy một tiếng đã không dám nhả độc nữa chỉ lo rút vào khe núi sâu tránh loài thiên địch này càng xa càng tốt gà gô biết trong mộ cổ có nhiều cạm bẫy nên không dám chủ quan cứ từ từ men theo con dốc tiến lên phía trước đám trộm mộ cổng thang rết xúm xích xung quanh đi chưa được bao xa thì bắt gặp trên vách đá có một tấm bia đá lớn đề bốn chữ như rồng bay phượng múa. Gà gô sách đèn lại xem, thấy bốn chữ đó là Hồng Trần Đảo Ảnh. Không biết là ý gì đây? Đi hết con dốc rồi lại băng qua một cây cầu đá chạm nổi rồng mây. Cảnh vật hiện ra trước mắt vô cùng lộng lẫy. Bên trong huyệt động to lớn là vô số đại điện trùng trùng gác mái, điện vũ cao ngất, lầu cát treo leo mái cong đấu củng chen nhau. Rừng qua cột đẻo lặng lẽ thâm nghiêm, đèn đuốc thì sáng rực trong điện ngoài điện, tầng tầng lớp lớp không thấy điểm dừng, ảnh lên nét quy hoàng riêng có của gạch vàng ngói ngọc. Bụi đá từ trên tầng nham thạch ở trong động Trong rực rỡ như khói hương bản lãng chốn cung điện thiên hà, toát lên một vẻ thần bí tịch mịch khó mà tưởng tượng được, không khác gì tiên cảnh nhân gian trong thiên động. Có điều trong lòng núi âm u kỳ lạ Lại bị mây khói bao trùm Khiến cho người ta có cảm giác không thật Cứ hư hư ảo ảo như mộng thủy cung Chà trách trên bia văn ghi là hồng trần ảo ảnh Đám trộm đi theo gà gô Thấy tiên cảnh trong núi Bình Sơn Đều ngay ra như phỏng Nhìn đến lờ cả mắt Dù tham lam đến đâu có nằm mơ Họ cũng không nghĩ Lại có tòa minh điện to thế này Chỉ tính riêng mấy cây đèn cổ kia thôi cũng đã lấy không hết rồi. Hoa Linh ra ngoài đổ đấu chưa đầy nửa năm, chẳng có mấy kinh nghiệm, chỉ thấy sâu trong tòa cung điện này có yêu khí bao trùm, không khỏi thầm run sợ nếu chặt cánh tay gà gô, nắp sau lưng của anh ta. Sư huynh này, nơi kỳ quái trước mặt, giống như cung điện đạo quan luyện đơn vậy, sao có thể là minh điện chôn người chết chứ? Gà Gô 13 tuổi đã theo các bậc tiền bối ban sơn đạo nhân đi trộm mộ. Đã từng qua những mộ cổ chư hầu dương quy mô hoành tráng đều đã đào qua. Địa cung trong các sưng lăng tuy là xa qua trắng lệ nhưng mà không thấy nơi đâu có tiên cảnh tráng lệ như thế này. Dường như toàn bộ kiến trúc trong danh sơn đạo giáo đều được đặt cả vào đây. Song âm khí nơi này quá nặng nề, giống như quỷ cung chứ chẳng có chút khí tiên nào. Nghe Hoa Linh hỏi vậy, Gà Gô bèn đáp bừa. Ăn uống để cầu thành thần tiên. Đó chẳng qua chỉ là giấc mộng xuân của mấy cái tay hoàng đế mà thôi. Về sau Sơn Hà tan nát, tiên cung kim điện này chẳng phải đã biến thành mộ phận cho đại tướng quân nhà Nguyên đó sao? Ta đây phải xem thi dương tương Tây trong tiên cung thế nào. Xem nó rốt cuộc ba đầu sáu tay hay là mình đồng gia sắc. chương 27 đấu cung Đám trộm xã lĩnh với lão Tây và Hoa Linh Thấy anh ta sắp sửa động thủ Cũng dội vàng chuẩn bị khí cụ theo đi đổ đấu Nhưng mà chân vừa nhúc nhích Đã thấy lâu đài điện cát trước mặt thấp thoáng là khí đen Giữa các mái hiền bao cột tự như là có những dòng hắc thủy cuồn cuộn chảy ra Mọi người tức thời sững sờ không biết trong điện có điều gì cổ quái Có người tinh mắt nhìn rõ, kinh hoàng thốt lên, không hay rồi Trong điện có rất nhiều rết Gà gô biết Mang theo gà nộ tinh ở bên người Có thể khắc chế độc vật trong mộ Nhưng cũng chỉ đảm bảo được trong phạm vi mấy trăm bước Nếu mười mấy người cùng vào một lúc Một mình anh ta khó lòng bảo vệ hết tất cả Lúc này trời đã về đêm Chính là lúc loài rết ở trong núi nhả độc Chẳng may sót lại vài con trong khe núi Tính mạng cả đám ắt gặp nguy hiểm Cung điện trong núi Bình Sơn quả thật quá lớn, muốn dơ vét báo vật, chỉ còn cách chờ Lão Trần đưa người tới diệt tận gốc lũ trùng độc trong mộ. Chuyến này vào Bình Sơn trộm mộ không giống như những lần đi đổ đấu trước. Thứ nhất là vì Ban Sơn xã lĩnh đã kết liên minh, nếu không đợi thủ lĩnh Thượng Thắng Sơn tới đã động thủ trước, chỉ e bị coi là bồi ước, không có nghĩa khí. Thứ hai là hiện giờ đi theo anh ta còn có mười mấy anh em, không phải như trước một mình hành sự, cho nên không chỉ vì ý nghĩ nhất thời của mình mà mạo hiểm tính mạng của bọn họ. Nghĩ vậy, Gago cố dằn lòng thăm dò tỉ mỉ địa hình kết cấu kiến trúc ở trong lòng núi rồi cùng Hồng Cô Nương dẫn mọi người rút ra ngoài, chỉ để mấy người ở lại nới rộng đường hầm, mở đường cho đại đội phía sau. Cứ thế đợi mãi đợi mãi, cuối cùng lão Trần cũng dẫn người tới sườn núi phía bắc kể chuyện công binh nổ mìn phá đá mất một ngày vẫn chẳng thu được kết quả gì thế mà dưới chân núi đã đào thông được quyệt đạo có thể dặn người tiến vào đó đổ đấu bọn lão trần và la lão oai lần đầu thấy cảnh cung vàng điện ngọc nguyên nga nhường ấy cứ trầm trồ suýt xoa mãi sướng đến phát cuồng trên đời này chỉ có bậc đế dương tự xưng là chân long thiên tử mới có thể ngự trong cung điện Thứ nữa là thánh thần tam giáo Phật giáo, đạo giáo, nho giáo đa phần đều xây dựng trong đồng thiên phúc địa của thần tiên Phật đạo. Tuy Bình Sơn đất đai chật hẹp nhưng mà đơn cung đặt trong lòng núi đem so với những cung điện Phật giáo nổi tiếng trên đất Đại Xuyên thì chỉ hơn chứ không kém. Không hổ là hồng trần đảo ảnh, thái hư ảo ảnh. Châu báo trong cung ác lấy thỏa thích không hết là lậu hoài dùng mũi sung đẩy dành mũ vui sướng đến khu cả họng hớn hở nói trần huynh còn đợi cái gì nữa cho anh em xong lên thôi lão trần lần trước suýt chút nữa bị lũ âm binh hộ lăng chôn sống trong ủng thành giờ đã khôn ra thấy địa cung to lớn kinh người đoán chắc không phải là bẫy mộ giả nhưng mà vẫn không dám manh động thấy lợi trước mắt mà mạo hiểm tính mạng chẳng may bên trong có cầm bảy rồng lửa mai phục thì khác nào tự dẫn sát vào cái tấm lưới văn sẵn của chủ mộ lần nữa chứ. Lão lập tức cắt đặt để một trăm lính công binh mang theo bầy gà trống đi trước mở tung các cửa điện. Nếu không có gì bất trắc sẽ cho đại đội vào quét cửa. Lại phái riêng hai trăm công binh đi bắt cầu tre qua ao bùn tích ở dưới chân núi, đồng thời khoét rộng huyệt đạo chuẩn bị vận chuyển của báo ra ngoài. Là lão hoài chụp mất một mắt, thương tích còn chưa khỏi hẳn nên được lão trần cho dẫn trọng binh mang theo súng ống cố thủ bên ngoài núi phòng khi đội trộm mộ có kẻ bất ngờ tạo phản ngoài ra còn mở đường núi để mà dắt lừa ngựa vào núi để chở hàng là lão hoài hậm hực vì không được đích thần giờ dét minh khí nhưng lại nghĩ vào núi lần này tuy là cái đám tâm phúc nhưng vẫn không ít kẻ thấy tiền qua mắt thành ra không thể lơ là đành nghe theo lời sắp xếp của lão trần ra sau núi điều binh. Lão Trần và Gà Gô ở lại quan sát tình hình, chỉ thấy một trăm lính công binh tiến sâu vào khu điện cát, xua bầy gà trống xông vào các cửa điện lớn, làm lũ rết kinh động bỏ chạy tán loạn. Lão Trần mừng thầm trong bụng, nghĩ lần này xem ra nắm chắc phần thắng rồi. Dẫn đầu lấy mảnh lụa đen che mặt, bịt kín mũi mồm. Truyền thống khi đổ đấu phải dùng lụa đen che mặt khởi nguồn từ đám trộm cướp chuyên phóng quả giết người. Khi hành sự đều muốn trời không biết, đất không hay, sợ người khác nhìn thấy sẽ lộ thân phận, báo quan binh tới bắt. Đi đào mộ lại sợ quan hồn trong mộ dòm gió cho nên che kính mặt mũi lại để khi về nhà khỏi lo ma quỷ đèo bám. Đám trộm bịt mặt lụa đen, cánh tay buộc dây tầm chu sa, thắp đèn đốt đuốc, mang theo thang rết, nghe tiếng hô hào của thủ lĩnh cả trăm người đồng thanh đáp lớn cùng xua gà trống đi vào mấy ngày nay quân của la lão quai đi khắp nơi lùng bắt sạch gà trống trong vùng lại mua thêm một lô từ tương âm già có non có đến gà lỡ cỡ cũng tha về cả bầy gà quá đông khó tránh hỗn loạn chẳng hiểu tại sao lại lẫn vào mấy chị gà mái vừa được thả vào địa cung đã lập tức xảy ra vô số trận đòn ghen giữa cái đám gà trống đôi bên xông vào mổ nhau đến toát đầu chảy máu nhưng mà hãy con rết nào ở trong đại điện lại lao vào tranh ăn ngay lập tức lấy chân dí bẹp rết độc không kể lớn bé mổ chết ngay tại chỗ lão trần và đám xả lĩnh thấy thuộc ban sơn điền hải quá thật là không thể xem thường thì vô cùng thán phục thuật này tuy không hợp với nguyên lý ngũ hành nhưng lại vận dụng được thuyết sinh khắc chế hóa của dạng vật ở trên đời xua bầy gà trống vào địa cung đuổi cùng giết tận cái lũ rết độc cũng coi như trừ được mối họa lớn giờ đoạt lấy số châu báu trong mộ này há chẳng dễ trở như bàn tay tiếng gà gáy phá tan không khí tĩnh mịch trong địa cung bầy gà trống tỏa ra khắp nơi truy tìm rết độc chốc lát đã có hàng ngàn con rết mất mạng đám trộm xã lĩnh đều là lũ trộm cướp giết người như ngoé đám công binh cũng có nhiều kẻ gan dạ từng trải xa trường nhưng mà những cảnh gió tanh mưa máu họ từng chứng kiến tựa hồ cũng chả ác liệt bằng cái trận chiến giữa bầy gà trống và đàn rết độc trong mộ cổ này. Không phải một hai con, không phải năm mười con mà là hàng ngàn con rết đang quần nhau với hàng ngàn con gà trống sát khí ngùng ngục ác cả ánh đèn ánh đuốc. Gà trống vốn tính hiếu chiến, hãy thấy bóng tử thù là tự dựng xù lông dựng cánh, quyết dồn đối phương tới chỗ chết mới thôi. Lũ rết kia bị đuổi tới đường cùng Dù nấp trong khe đá Nghe tiếng gà gáy Vẫn không được yên thân Đành liều mạng sống mái với thiên địch Trong trận chiến khốc liệt Dưới ánh đèn nến chập chờn Chẳng bên nào chịu lui lấy nửa bước Nhất thời quả là khó phân thắng bại Trong đám trộm mộ của những kẻ nhát gan Nhìn thấy trận quyết chiến trước mắt Thì mặt vàng như nghệ Lão Trần thầm than không hay Trong tình hình này Gà và rết không biết bên nào thắng bên nào thua sớm biết thế đã mang theo gà trống lên núi rồi gà gô đứng quan sát ở bên cạnh con gà nộ tinh sau lưng của anh ta từ đầu chỉ cuối vẫn nằm yên trong sọt chưa được thả ra con gà trống màu đỏ móng vàng này chính là phượng hoàng trong bầy gà một khi con rết sáu cánh sắp thành tinh còn chưa xuất hiện quyết không thể thả nó ra cứ nhốt trong sọt để nuôi dưỡng nộ khí gà nộ tinh cảm giác được bầy gà đang ác đấu với cái lũ rết ngoài kia, quả nhiên nó nóng lòng sốt ruột muốn xông ra mổ cho chúng một trận. Khổ nổi là bị nhốt trong sọt tre, cho nên cứ dụi lấy dụi để toàn thoát ra ngoài. Thấy bầy gà đã không còn giữ được thế thượng phong, ngược lại còn bị rết độc cắn chết một lúc càng nhiều. Gà gô bèn đưa tay vỗ mạnh vào cái sọt sau lưng. Gà nộ tinh trong sọt đang bồn chồn lập tức vỗ cánh, cất tiếng gáy dội dàng trong lòng đại điện lũ rết đang liều mạng ác chiến chợt nghe tiếng gáy của gà nộ tinh đều sợ rúm lại hồn siêu phách tán lũ lượt đờ ra như gỗ chân cẳng tê cứng những con đang bò trên ruôi cột vách đá đều cắm đầu rơi xuống bị đám gà trống đứng gần đó đuổi tới mổ chết lão trần thấy tình thế tức thời xoay chuyển thì mừng lắm xoay sang tân bốc gà gô bàn sơn chi thuật quả là danh bất hư truyền đại sự thành đến nơi rồi Nói xong liền ra hiệu cho mấy trăm thuộc hạ đứng sau cao giọng nói Các anh em ai muốn phát tài thì đi cùng với ta đây Gần cả một ngàn tên trộm xã lĩnh và lính công binh theo sau thủ lĩnh tay dơ cao đuốc chia thành mấy lộ hệt như những con rồng lửa đang chuyển mình Họ dẫm lên thềm đá cầu đá ở trước đại điện xông vào tầng đại điện đầu tiên Đa phần rết ở đây đã bị giết sạch Bầy gà được xua vào sâu bên trong điện cát tiếp tục truy sát những loài độc trùng còn lại. Đám trộm ai cũng mang theo súng ống, thấy con rết nào chưa chết thì bồi thêm phát đạn, hoặc là lấy cuốc sẻn đập cho nát bét. Tiếng chân người, tiếng súng nổ vang lên ầm ĩ ở trong lòng núi, đám trộm ùng ùng kéo vào gian điện, trong điện có động, lợi dụng địa hình địa thế tự nhiên mà kiến tạo vô cùng tài tình khéo léo. Bọn người lão Trần và Gà Gô lầm lầm vào súng bước vào gian đại điện ngoài cùng thấy bên trong đèn lưu ly bác bảo mới cháy được nửa chừng dưới ánh sáng bập bùng của đèn đuốc cảnh tượng trong điện cứ như mơ như thực trong ngôi điện này chỉ có một cây cột sơn son phía trên bắt mười tám xà ngang làm trụ đỡ kiểu kiến trúc một cột mười tám xà này rất hiếm gặp trong cung điện thời xưa vì điện chính trong đơn cung thường chỉ có một cột mà không có xà hàm ý vô lượng trong tiên pháp. Trên bức tường, trong tiền điện thì có 18 xà có treo rất nhiều tranh vẽ thần tiên được khảm nạm, điểm suyết bằng trân châu đá quý. Ánh lửa chiếu lên càng lung linh rực rỡ khiến cho đám trộm trông thấy mà ngay ra như phỏng. Lão Trần nói, bây giờ thiên hạ đại loạn, trên đời làm gì có nghề nào mà làm ăn chân chính chứ, tụ nghĩa chia của là việc nên làm đây gọi là anh hùng khắp nơi dùng dậy kẻ nào có súng kẻ ấy làm vua giờ chính là lúc thường thắng sơn chúng ta hưng thịnh phát tài chúng ta cả đời quật mồ dơ của đến nước này hạ tất phải kiên dè cứ cái gì đáng tiền là đào hết khuân về nửa cái cũng không để lại đám trộm xã lĩnh không giống như mô kim hiệu quý vào mộ cổ chỉ lựa lấy một hai món đồ cổ rồi còn đắn đo đường tiến lui thường thắng sơn có đến mười mấy vạn anh em giờ ít mình khí về lại không đủ chia chác trần thủ lĩnh đã có lời mọi người chẳng ai giữ kẻ nữa lập tức chia nhau hành sự dùng cuốc xẻng nại hết những viên ngọc quý khảm nạm ở trên tường thực ra thì báo vật trong ngôi điện này đều đã bị quân nguyên trước kia khoáng sạch rồi những món còn sót lại vào thời ấy đều chẳng được xem ra gì nhưng mà năm tháng qua đi đến thời dân quốc này cổ vật mấy trăm năm trước cũng thành báo vật cả rồi bao gồm những lư hương đồng hình hạt những món trang sức mà vàng khảm trên những cây cột giữa điện phàm thứ gì gỡ được đều bị đám trộm nại ra bằng sạch riêng cái đám đèn lưu ly bác bảo tạm thời giữ lại để chiếu sáng khi nào mà rút đi thì mới lấy cũng chưa muộn trong đám trộm những kẻ nhanh tay nhanh mắt đều là tâm phúc của lão trần thuộc hạng lão luyện trong nghề phân nhau ra chỉ huy anh em vận chuyển của cải châu báo. vì thế người tuy đông mà không bị loạn thậm chí còn rất trật tự hai vị thủ lĩnh lão trần và gà gô đương nhiên không bị đóng của cải trong tiền điện hút hồn trần không dừng bước tiếp tục dẫn anh em đi qua tiền điện ồn ào thẳng tới gian điện phía sau dọc đường đi xác rết la liệt khắp nơi tuy đều đã chết cả nhưng mà số lượng kinh khủng khiến ai nhìn vào cũng phải sởn da gà toán trộm người đông thế mạnh can đảm kỳ lạ chen nhau xông lên qua hết mấy tầng điện là đến điện vô lượng ở nơi cao nhất ngôi điện này tọa lạc trong một hang động treo leo trước mặt có một khoảng sân bằng phẳng rộng rãi xung quanh là hàng lan can bằng đá cẩm thạch chạm rỗng phía sau là lớp đá xanh sẫm của núi bình sơn hậu điện của vô lượng đã bị lấp kín từ cấu trúc điện có thể suy đoán hậu điện này chính là nơi lão Trần đã xuống lần đầu qua nối khe nứt ở đỉnh núi. Trong mấy ngôi điện đều không thấy quan quách của mộ chủ nên chắc rằng nó sẽ nằm trong điện vô lượng này. Đám trộm nhớ lại truyền thuyết thi dương tương tây thì không khỏi rung rung, bước chân bất giác chậm lại, súng xích quanh lão Trần và gà gô tiến vào khoảnh sân trước điện. Chỉ thấy trên sân có mấy trăm con gà trống máu mè bề bết đang dây đánh gần một trăm con rết còn lại. Cạnh đó là chiếc cầu đá hình dòm, dưới cầu là ao sâu không thấy đáy. Có lẽ trước kia ở đây đã từng có một dòng suối chảy qua các hành lang trạm quán rồi chảy ra ngoài núi, làm tăng thêm cảnh sắc sơn thủy lâm tuyền trong chốn địa cung. Nhưng nay nước suối đã khô cạn từ lâu, chỉ còn lại một hố đen ngòm ngay trước sườn núi dưới gian điện đúng lúc mọi người đang định tiến lên diệt sạch cái đám rết to nhỏ còn lại. Gago bỗng phát hiện có điều không ổn rồi, vội vàng rụt tay về bấm khỏe, biết có sát cơ trước mặt, ngẩng đầu nhìn lên đã thấy mấy tên trộm đang bước lên đầu cầu, vội vàng la lớn, mau quay lại. Chương 28 Cường Địch Lão Trần cũng nghe thấy tiếng động khác thường từ dưới sâu lòng hồ cạn. Nhưng mà cả lão lẫn gà gô lên tiếng cảnh báo đều đã quá muộn. Có tiếng loạt loạt vang lên. Con rết sáu cánh đã men theo vách đá bò lên. Thì ra nó cảm nhận được thiên địch đã vào trong núi. Theo bản năng sợ hãi trốn riệt dưới khe sâu không dám động đậy. Nhưng lại thấy cái lũ con cháu bị bầy gà đuổi cùng giết tận. Không sao nín nhịn được cuối cùng xông lên cầu đá trước điện vô lượng. Hai bình sơn đạo nhân mới xuất đạo là Lão Tây và Hoa Linh vừa khéo cũng đang cùng mấy tên trộm xã lĩnh đi trên cầu. Ai ngờ con rết cụ kia xuất hiện quá nhanh, người khác muốn cứu họ cũng không kịp. Con rết sáu cánh bò tới chân cầu, công mình sồ ra từ thành cầu. Trăm chiếc chân dưới cái bụng nâu vàng ngọ ngoậy liên tục, dáng vẻ vô cùng dữ tợn. Đám trộm tuy đã chuẩn bị tinh thần nhưng mà việc xảy ra quá đường đột Thấy con rết khổng lồ bỗng dưng chui lên Thì quên cả bỏ chạy Lão Tây cùng với hai tên trộm khác Bị nó hất văng khỏi cầu Gào thét rơi xuống lòng hồ lõm chõm đá Chết ngay tại chỗ Tiếng kêu thảm thiết Cùng tiếng xương cốt vỡ nát vọng lên từ đáy hồ Còn âm gian mãi trong lòng địa cung Khiến cho đám trộm còn lại Nghe mà mặt mày thất sắc những người ở hang trên hét lớn một tiếng, chực dương súng bóp cò. Trước khi tiến vào một cổ, súng ống đã được lên đạn sẵn sàng. Loạt đạn này giải ra, tốt xấu gì chẳng khoét được mấy lỗ trên thân con rết cũ. Nhưng gà gô thấy con rết sáu cánh đang bám vào thành cầu. Nếu nhất loạt nổ súng, không những khó lòng giết được nó, mà ngược lại, mấy người còn sống trên cầu, gồm cả qua linh, đều sẽ thành bia đỡ đạn. Lúc này nhất định không được nổ súng bừa bãi. Anh ta dội dơ tay gạt lòng súng của mấy kẻ hàng ở trên Giữa tình thế ngàn cân treo sợi tóc Đoàn 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 Một loạt đạn sượt qua đầu mấy người trên cầu Lão Trần lập tức hét lên Đừng nổ súng nữa Bắn phải anh em ta rồi Đám trộm nghe tiếng thủ lĩnh quát Mới miễn cưỡng hạ súng Dài tên công binh chết nhát Thấy tình hình trước mắt liền lũ lượt Quay đầu bỏ chạy Trong đội quân trộm mộ Có những tay súng chuyên phụ trách những kẻ đào ngũ này. Mấy kẻ bỏ chạy ngay lập tức bị bắn chết tại chỗ. Đám người bỗng trở nên hỗn loạn. Gà gô thấy lão tay chết tức tưởi trong bụng vừa cuốn vừa hận đưa tay gạt phăng mấy người đứng bên cạnh cuốn cuồng xông lên cầu định cứu sư muội qua linh. Nhưng bây giờ con rết sáu cánh trong thoát chóc đã dưới chân cầu nhảy lên hai hàm quắp lấy qua linh con rết sáu cánh trăm chân nhanh nhẹn tha qua linh lên nóc của máy điện vô lượng. Động tác của con rết sáu cánh nhanh không thể tưởng, nào để cho người ta kịp phản ứng hay là tránh né. Hồng cụ nương cũng nóng lòng cứu người, vội vàng phóng ra mấy cây tụ tiễn. Nhưng mà con rết còng kền mà di chuyển lại nhanh như chớp, chỉ thấy một bóng đen xẹt qua trước gian điện. Mấy cây tụ tiễn đã ngắm chuẩn mục tiêu, đủ kinh lực, song rốt cuộc vẫn chậm một tích tắc găm cả lên cây cột trước cửa điện, đến cái bóng của nó cũng không chạm được tới. Gà gô không biết qua linh sống chết thế nào, không kịp suy nghĩ, vội chụp lấy thang rết của người bên cạnh, móc vào góc máy điện, phi lên nóc điện để mà đuổi theo con rết. Gà gô dẫm lên máy ngói trơn trượt, chỉ nghe phía trước tiếng gạch ngói da và nhau loãng xoảng. Ngước mắt nhìn, thì ra con rết sáu cánh kia duỗi ra cả trăm cái chân gạt ngói lưu ly lợp ở trên nóc điện rơi ào ào. Tốc độ bò của nó cũng vì thế mà chậm hẳn lại. Lão Trần ở dưới chỉ huy đám trộm ổn định lại trận thế, chĩa hết nòng súng lên máy điện. Nhưng phần gì gà gô cũng đang ở trên đó, phần gì con rết sáu cánh đang nắp mình thập thò giữa máy điện và xà nhà, cho nên không ai dám tùy tiện nổ súng. Chợt nghe tiếng ngói rơi loãng xoảng mọi người hoảng sợ vội lùi về phía sau sau đó mấy chục mảnh ngói to rơi xuống đất vỡ tan đám trộm thấy con rết sáu cánh khí thế phi phạm tựa hồ đã thành tinh vậy vậy mà ban sơn đạo nhân gà gô lại dám trèo lên mái điện đuổi theo gọi ới ới bảo anh ta mau quay trở lại vội gì thì vội cũng không bằng mạng sống của chính mình nhưng gà gô đã quen đối đầu với sóng to gió lớn coi ngàn nguy vạn hiểm cũng như không nào chịu nghe lời của đám người xã lĩnh. Anh ta lách người, tránh những mảng ngói rơi, đi vòng qua mái điện, quanh về bên cạnh con rết. Chỉ thấy con rết sáu cánh, dùng hàm, hoạp chặt lấy qua linh, dại nhớ chảy ra đầy mồm. Gago chợt hiểu ra, con rết này quanh năm hùng cứ ở trong núi thuốc, đặc biệt thích mùi vị các loài kỳ hoa dị thảo để luyện đơn. Hoa linh từ nhỏ lớn lên ở trên núi hái thuốc, bầu bạn với các loài thảo dược, nên mới bị con rết sáu cánh bắt đi tính tha về tổ ăn giận. Ý nghĩ vừa lóe lên trong óc nhân lúc con rết sáu cánh đang loạn choạng trên ngói lưu ly. Anh ta dội nhào lên phía trước, giật phát lấy qua linh bị kẹp trong hàm rết, ôm cô bé lăn theo máy điện xuống đất. Con rết sáu cánh đang định nhảy từ máy điện sang vách hàng rồi lần xuống dưới, nên hai hàm ngoạm qua linh có phần hơi lỏng nào ngờ có kẻ tiếp cận quá gần, chớp mắt đã cướp mất con mồi ngon ở trong miệng. Nó vốn đã bị bức đến tức điên, sao có thể bỏ qua việc này? Trong tiếng ngói lưu ly loãng xoảng, nó nhảy vọt lên cao rồi nhào xuống đuổi theo gà gô. Đám người xã lĩnh đứng nhìn rõ mộng một, thấy gà gô hai tay ôm chặt qua linh trượt xuống theo mái điện. Đằng sau là con rết sáu cánh đang đuổi theo. Khí thế mạnh tựa sấm vang chớp giật, ai nấy đều há hốc mồm kinh sợ, đồng thanh kêu trời, tìm thoát lên tận họng. Nghe tiếng gió rít phía sau, gà gỗ biết khó lòng tránh khỏi, đành nghĩ cách chặn đứng cái mũi tấn công của con rết tinh. Anh ta dặn hồng, ôm chặt qua linh, quay phát người lại, lưng áp sát máy điện lộ một dòng. Rồi theo đà, trượt xuống góc máy dở náo mình, hai khẩu súng đứt lầm lầm trong tay. Mọi người đứng ngẩn cổ nhìn lên, chỉ thấy trước mắt nhoáng một cái không ai trông rõ anh ta rút súng xoay người trên máy điện thế nào càng không biết anh ta lên nòng ra sao đến khi nhìn rõ tiếng súng đã vang lên chát chúa hai khẩu súng trong tay gà gô đều là loại súng bắn nhanh bóp còn một phát bốn mươi đầu đạn bay tới tấp tựa như hai luồng sao băng dội thẳng vào mồm con rết sáu cánh đang nhào tới phía sau đà lao của con rết khựng lại cứ mỗi lần trúng đạn sức mạnh ghê gớm của khẩu súng đẩy nó lùi về phía sau một đoạn. Phát đầu tiên trúng đích thì những phát sau không thể chệt được. 40 viên đạn bắn ra là 40 cái lỗ được khoét trên mình con rết chẳng thiếu cái nào. Chất dịch màu trắng đặc quánh chảy ra từ những cái lỗ. Con rết bị trọng thương lăn lóc xuống đoạn máy bằng ở trên nóc điện, đau đớn dễ dụa khiến cho ngói trên mái da vào nhau loãng xoảng sự việc xảy ra quá nhanh, đám trộm phía dưới thậm chí còn chưa kịp bắt thang trèo lên giúp sức thì cục diện thắng thua trên mái đã được phân định. Mọi người đều đang trợn mắt há mồm trong lên, đến tận lúc nghe thấy tiếng súng nổ mới như bừng tỉnh, liền ho hét dãy tay gian dội, tán tụng ban sơn đạo nhân gà gô, quả nhiên là bản lĩnh phi phạm. Những tiếng vỗ tay chưa dứt hẳn đã thấy con rết dặn mình, công thân bật lên cao, rồi lại từ trên lao xuống, đột ngột ngốc dậy phản công. Rốt cuộc, 40 viên đạn kia vẫn không lấy được mạng của nó. Hai khẩu súng trong tay đã hết đạn, gà gô không kịp thay hộp đạn mới, vội vàng quay sang kiểm tra thương thế qua linh. Thấy trên người của cô có mấy vết bị hàm rết cắn vào, máu chảy rồng rồng, mặt vàng như nghệ. Thực đúng là thân như ngũ nhạc ôm sơn nguyệt, mệnh tựa tam canh bất sắp tàn hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều dáng vẻ như sắp hương tàn ngọc nát tới nơi rồi không sao cứu được không ngờ chỉ trong chớp mắt ban sơn đạo nhân cuối cùng trên đời chỉ còn lại có một mình gà gô nghĩ tới đây anh ta chợt thấy đầu óc trống rỗng quên mất mình đang ở đâu bỗng nghe phía dưới có tiếng hò hét kêu trời ầm ĩ gà gô sực tỉnh thấy con rết sáu cánh đang lao bổ xuống hai mắt của anh ta dằn đỏ, hai hàm răng nghiến chặt, lòng ngùng ngục sát cơ. Nãy giờ không còn tay nào tháo sọt thả gà nộ tinh, lúc này gân xanh nổi lên đầy tráng, anh ta chống tay tung người nhảy lên khỏi lớp mái ngói, ngoát mồm ra chửi, "Súc sinh xem pháp bảo của ta đây. Tiếng hét còn chưa dứt, anh ta đã xé tung nắp sọt, đá thẳng chiếc sọt về phía con rết khổng lồ. Đột nhiên thấy chui ra một con gà trống ngũ sắc móng vàng, chính là thiên địch khắc tinh của nó thì hồn vía lên mây vội quay đầu bỏ chạy gà nổ tinh đâu có chịu bỏ qua dù vừa đáp xuống đầu rết còn đang loạn choạng nó vẫn kịp mổ cho kẻ địch mười mấy phát bây giờ con rết đột ngột chồm lên gà nổ tinh mắt đỏ dằn chỉ chăm chăm dồn đối phương vào chỗ chết bị thân hình khổng lồ của con rết lắc mạnh một cái trượt khỏi đầu nó vội bấu thật sâu hai bộ móng vào lưng rết đúng chỗ mọc ra sáu cái cánh. Trong tiếng gà kêu quàng quát, một cái cánh rết trong suốt đã gãy lìa. Gà gô thấy hai luồng khí ngũ sắc và xương đen cứ quấn nhau trên đỉnh điện, không phân nổi thắng thua. Gà nộ tinh không phải là vật thường, nhưng mà con rết kia cũng đã ẩn náo trong núi thuốc nhiều năm. Lúc này tuy đang bị khắc tinh khống chế, không dám nhả độc, song vẫn chống trả ngoan cường. Muốn giết nó không phải là chuyện dễ hiện giờ đã thêm mười mấy năm e rằng không còn vật nào trên đời đã thương nổi nó nữa nếu hôm nay để nó thoát sau này tất thành đại họa nghĩ vậy gà gô quyết tâm phải trừ khử con vật này tránh cảnh đêm dài lắm mộng để cho nó lọt lưới anh ta lập tức lắp đạn cho hai khẩu súng đứt tung người lại gần đoạn máy bằng ở trên nóc điện định hợp sức với con gà nộ tinh giết chết con rết sáu cánh ở dưới lão trần cũng chỉ quy thuộc hạ bắt thang trèo lên lúc này con rết sáu cánh đang dậy chết đột nhiên lật mình hất văng con gà nổ tinh ra bản thân nó rơi quịch xuống dưới ngôi điện vô lượng kỳ thực là điện không xà không có lấy một thanh xà ngang toàn bộ trọng lượng của máy điện đều đè lên cột ruồi tuy là vô cùng kiên cố nhưng mà dù sao cũng không vững bằng bốn xà tám cột máy điện bị con rết khổng lồ hết lần này đến lần khác hút vào từ lâu đã không chống đỡ nổi sau cú dội cuối cùng của con rết rui mọc lỏng lẻo cùng gạch ngói tức thời đổ ập xuống để lộ ra trên máy điện vô lượng một lỗ hỏng to tướng gà gô đang chạy được nửa chừng thì hẳn chân rơi xuống có câu lực sinh ra từ đất bất kể là nhấc tay hay là quơ chân gì cũng đều phải dựa vào đất mà phát lực anh ta tài giỏi cỡ nào cũng không thể lăn không bay qua. Rầm một tiếng, đã cùng với con rết theo rui gãy ngói dụng rơi xuống gian điện. Đột nhiên bị hụt chân, gà gô chỉ thấy trước mắt tối sầm người đã rơi xuống gian điện. Không ngờ trong gian điện lại có một cái động không đáy như một miệng giếng sâu to lớn kỳ lạ. Bên trên che lọng ngọc, gà gô rơi xuyên qua cả tán lọng khắp mình ê ẩm, xương cốt tưởng chừng như nát dụng vậy đà rơi vẫn chưa chịu dừng cứ thế tiếp tục rơi xuống cùng gạch vỡ gỗ dụng. cũng may gà gô thân thủ bất phàm kinh nghiệm dày dạn lúc cận kề nguy hiểm cũng không hề hoảng loạn thân xác tuy có đau đớn nhưng mà đầu óc vẫn minh mẫn trong khi rơi xuống bỗng thấy trước mắt lóe lên một tia sáng vội vứt luôn khẩu súng đang cầm với dài tay bám vào một cái hốc nhỏ trên vách đá dựng đứng Bản lĩnh phiên cao đầu của gà gô không thua gì lão trần. Ngón tay tuy mất một mảng da nhưng mà rốt cuộc cũng treo được người giữa không trung. Lúc này chợt nghe bên trên ầm ầm chấn động là một trận đất đá ào ào đổ xuống. Thì ra mấy cây cột trong gian điện cũng đã sập, chen kính miệng giếng bên trong. Dù cho cả đám người xả lĩnh lập tức bắt tay đào bới cứu người. Một sớm một chiều cũng không thể đỡ nổi tòa điện vô lượng đã sập này. Gago hít một hơi thật sâu, đổi tay bám vào hốc đá, cả người treo lơ lửng giữa không trung. Anh ta cố nén cơn đau, đưa mắt nhìn quanh mới biết mình đang bám trên một cái giếng khổng lồ. Gọi là giếng có lẽ không đúng lắm, bởi riêng đường kính của nó dễ cũng đã là mười trượng, rất giống một hang động khổng lồ thẳng đứng, bốn bề nhẵn thính, trần bóng, cứ cách một đoạn lại có một cái hốc lõm vào. Có điều không phải để cho người trèo lên mà bên trong mỗi hốc lõm đều gắn một ngọt thạch đăng kim giáp thần nhân bưng lửa ngàn năm không tắt chuyên được dùng trong các tổ miếu tổ lăng của bậc đế dương những hốc đá đặt thạch đăng này chính là những máng đèn chỉ thấy trong lòng động rộng mênh mang đâu đâu cũng lập lòe những đốm thạch đăng nhiều không đếm xuể gà gô liều chết bám lấy một cái máng đèn mới may không ngã chết nhưng mà thạch đăng để qua bao năm dầu ở bên trong đã sốc cạn ánh sáng tỏa ra vô cùng tù mù cái đầu nhìn xuống vẫn không thấy đáy chỉ thấy tầng tầng những quần sáng vàng giọt mịt mùng gà gô một tay bám vào thành giếng sau khi quan sát kỹ địa hình mới điều hòa nhịp thở thử duỗi chân thì biết mình không sao anh ta vốn gan lớn tay trời rơi vào hiểm cảnh vẫn ung dung trấn tĩnh ngẩng đầu nhìn lên thấy từ chỗ mình lên điện vô lượng bên trên không xa lắm toàn bám vào vách đá dốc đứng trèo lên đang định hành động bỗng nghe tiếng rết bò loạt soạt dưới giếng sâu gà gô ấn lạnh toàn thân thầm rủa cái con rết thối tha bám dài như đĩa hai khẩu súng vừa nãy tai đã ném đi rồi gà nộ tinh là bị chặn bên ngoài động lúc này dù có lòng diệt ác cũng lực bất cộng tâm anh ta thầm kêu khổ đưa mắt nhìn về phía phát ra tiếng động thì thấy con rết sáu cánh đang men theo thành giếng bò về phía mình dọc theo mình nó có tới trăm cái chân trời sinh loài rết vốn là quán quân leo tường tuy thương tích đầy mình nhưng mà tốc độ của nó vẫn cực nhanh không để cho gà gô kịp chuẩn bị loãng cái đã ập tới trước mặt rồi hai cái hàm khua khua cùng với những vết thương chi chít mình mẩy đều hiện rõ mồm một gà gô biết tình thế xoay chuyển chuyến này mình lại bị dồn tới đường cùng cá không chết thì lưới rách, việc đến nước này chỉ còn cách liều thôi. Nghĩ đoạn anh ta hét to, đến đúng lúc lắm. Nói rồi buông tay khỏi mắng đèn, hai chân đạp mạnh vào thành giếng, né mình tránh đà lao tới của con rết. Trong tiếng rít lanh lảnh anh ta đã tung người nhảy xuống vực sau. Các bạn vừa nghe xong phần 104 Ma Thổi Đèn của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.